Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel Relation. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho các bạn một khối Rubik cực kỳ đặc biệt luôn. Đây, các bạn nhìn nhau, Hà Nội Mins. Đó. Thì cái con này là cái con được thiết kế và sản xuất ở Việt Nam nhé. Đấy, nên nó có tên này, Hà Nội Mins. Đấy, ok. Đây, các bạn nhìn này, các cái thông tin luôn. Đó, chữ tiếng Việt luôn, nhà sản xuất công ty cổ phần Hà Nội Mins, địa chỉ này, có địa chỉ này, bước tiến lên thành phố Hà Nội Việt Nam này. Đó, ok. Rồi. Thì các bạn có thể tham khảo giá bán của này và các cái sản phẩm khác tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link bên dưới phần mô tả cho các bạn xem nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là con này nó có gì đặc biệt nhá. Ok. Đó, thì đây một vài cái thông tin. Đó, đầu tiên là ấn tượng bên ngoài này. Thì mình thấy là những cái thông tin trên này nó không quá bị dày đặc. Đấy. Nó rất là dễ nhìn và phối màu rất là đẹp. Đấy, cái điểm đầu tiên. Tiếp theo này, sẽ có những cái trên vỏ hộp này, in này. Đó, những cái chi tiết này. Đây là những cái biểu tượng các bạn có thể thấy rất là biểu tượng con rồng này rất là nổi tiếng này. Đấy, của Việt Nam này. Đó. Đây là cái skill level. Đấy. Còn đây là những cái gọi là hướng dẫn xoay. Hướng dẫn cháo thôi, chứ không phải là hướng dẫn giải nhá. Đó. Dưới này này. Designed and made in Việt Nam. Đó. Rồi, chỗ này chúng ta có một cái tem nữa này. Thì cái này nó không khuyến khích cho trẻ dưới 3 tuổi. Bởi vì là nó có những cái chi tiết nhỏ. Đây, chú ý sản phẩm có chi tiết nhỏ, không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi. Năm sản xuất 2022 luôn này. Đấy. Rồi, và độ tuổi khuyến nghị đây. 8 tuổi. Đó. Bây giờ chỗ này chúng ta có một cái logo nhá. À, một cái tem, không phải cái logo, xin lỗi các bạn, cái tem. Cái tem được in hình của cái cục Rubik này luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở nó ra này. Rồi. Mình sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Bên trong này chúng ta có giấy hướng dẫn rất là nhiều. Đấy. Đây là một tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Anh. Đây là tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt, hướng dẫn sử dụng Hà Nội Mins. Đấy. Ok. Đây nhá, các bạn có thể mua về để xem và hướng dẫn giải nhá. Rồi. Rồi, mở cái gì đây? Rồi, rút ra này. Đấy, khá là đẹp, khá là chắc chắn. Và các cái chi tiết trên này nó cũng cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy không? Rồi. Mình cũng sẽ bỏ nó qua một bên. Đây, đây là khối Rubik của chúng ta. Đây là một cái logo này. Rồi, đây là một cái logo nữa này, MPS này. Đây là một cái logo nữa. Cái này là in hình một cái biểu tượng của Hà Nội. Đấy, ok. Rồi. Và cái khối Rubik của mình là cái khối màu trắng nhá. Nó sẽ có cái phiên bản màu đen này, này. Các bạn nhìn nhá. Phiên bản màu đen này. Đấy, cái phiên bản của mình là màu trắng. Thì nó sẽ có thêm một cái phiên bản nữa. Thì em mình ở đây mình chỉ có một phiên bản thôi. Đó, mình không review cái phiên bản kia nữa. Cái phiên bản kia nó sẽ không có tâm ở đây nhá. Đây các bạn để ý này. Nó trông giống y hệt này và nó không có tâm ở đây. Không có viên tâm này. Đấy. Rồi, bây giờ thì xoay như nào. Đấy, các bạn đảo lên này. Đầu tiên nhá, xét về cái cảm giác xoay trước đi. Khá là êm. Cảm giác êm nhá. Còn cái tiếng kêu thì nó không được êm. Đây. Và những cái con biến thể này thì các bạn cũng không cần phải quan tâm đến mấy cái đấy làm gì lắm. Bởi vì là biến thể thứ nhất là dùng để sưu tầm, thứ hai là dùng để trải nghiệm, để thử thách bản thân, chứ không phải là để chơi speed. Những con này thì không có hiện tại. Ở thời điểm hiện tại thì là chưa có được thi trên thế giới. Đấy. Chỗ này chúng ta có một cái đường cắt. Đây, nó cắt như thế này. Nhưng mà nó không cắt Rubik nhá, nó chỉ cắt là cắt sticker đây. Không cắt Rubik. Nói chung là dán sticker rất là đẹp. Rất là đều, nó không như mấy cái hàng của nhà gọi là hàng nhà của mấy cái con Megamin hoặc là mấy cái con biến thể của những cái hãng khác ấy.
nó dán sticker, dán rất là xấu nhưng mà con này dán sticker rất là đẹp, rất là chuẩn luôn. Đấy, xoay đảo lên thì nó cũng như thế này thôi. Đây các bạn có thể đảo lên này này, đảo lên như thế này. Các bạn cứ xoay đúng này nó khớp mặt xong rồi các bạn đảo lên là được. Đấy. Rồi, mình sắp phải đảo ngược lại một tí, mình không biết giải. Vừa mới mở hộp này là hôm mở hộp này đầu tiên luôn. Với lại các cái lỗ cắt góc rồi nhá, đầu tiên này, các cái lỗ cắt góc này được bo rồi, nên là các bạn yên tâm là xoay nó sẽ được, nó không bị vấp nhiều quá đâu. Mình không chắc là có thể mở được ra để xem thiết kế, nhưng mà nói chung là hơi chặt. Nên thôi mình cũng không xem cho các bạn xem thiết kế bên trong được. Đấy. Cái mặt to này thì các bạn xoay như này, đây. Xoay như thế này. Màu sắc thì là màu đối nhau nhá, các bạn nhìn này. Vàng này, vàng này, hai cái vàng này. Hai cái đỏ này. Hai cái xanh này. Và hai cái xanh lá này. À, nó tương tự như cái nó tương tự thôi, nó không phải là giống, nó tương tự như cái con Premium ấy. Đấy, kiểu vậy, ví dụ này này. Nó sẽ có thêm một góc ở đây, nó sẽ có một góc ở đây nữa, và nó có thêm một góc ở đây nữa. Và nó được cắt cái phần góc đi, cắt cái phần đầu đi. Đấy. Đại loại là như vậy. Không biết là giải nó có giống Pyramid không. Mày hơi vấp đi. À để như này thì không xoay được nhá. Đây đúng rồi. Trên cái vỏ hộp nó có hướng dẫn rồi đấy, hướng dẫn các bạn xoay ạ. Đây. Mình sẽ cho các bạn xem lại cái vỏ hộp này. Đây nhá. Rồi. Đây, instruction này. À, xoay cái mặt hexagon là cái mặt này này. Đấy. Bởi hai bước hoặc là bằng nói chung nó tương đương 120 độ ấy. Đấy. Còn cái mặt này này, cái mặt nhỏ nhỏ này, đấy. Cũng xoay tương tự cái mặt triangle này 120 độ. Đấy thì mới đảo được. Chứ còn nếu mà các bạn xoay như mình như thế này là không xoay được nhá. Như thế này là nó đang bị méo này, các bạn nhìn thấy không? Nó không bằng. Cái này nó không bằng, đấy. Ví dụ như các bạn xoay 1 này, 2 này. Đấy, phải như thế này. Nó phải bằng như thế này thì mới đảo đi được tiếp bước tiếp theo. Đấy. Còn nếu mà các bạn xoay như thế này là sai, như thế này đang sai. Các bạn nhìn thấy không? Nó cũng đúng màu nhá, nhưng mà nó đang lệch, các bạn nhìn thấy không? Đây các bạn nhìn đây này. Nó không thẳng. Đấy. Như thế này mới gọi là thẳng này. Đấy. Như thế này lệch này. Đấy, như này mới là chuẩn này. Đấy, con này nó có cái hay ở đấy. Rồi thì các bạn có thể mua về để các bạn tìm hiểu thêm nhé. Mình không thể đảo hết nên không dám đảo lên tí, không biết giải. Đây, mặt này thì các bạn có thể xoay kiểu gì cũng được, xoay một bước một phát thôi. À từ từ. À, được mà. Mặt này thì được, mặt này thì xoay được. Mặt này thì xoay được một phát. Đây. Đấy. Xoay nói chung là 120 độ. Nói chung là mặt nào phải xoay 120 độ. Cái này thì xoay một bước. Cái này xoay một bước, một phát nó đã thành 120 độ rồi. Còn cái mặt to rồi nhá, thì các bạn phải xoay hai bước thì nó mới thành 120 độ được. Đây, như thế này là không được này. Các bạn nhìn nó méo hẳn. Như thế này mới được này. Đó. Đấy. Thì nói chung là các bạn có thể mua về để các bạn tìm hiểu, khám phá thêm, tìm hiểu thêm về con này xem nó như thế nào. Đấy. Và những bạn nào thích sưu tầm con này thì có thể tham khảo giá bán của con này và các sản phẩm lưu ý khác tại website.vn, mình sẽ để link dưới phần mô tả cho các bạn xem. Ok, thì có lẽ mình cũng sẽ kết thúc cái video này thôi. Đó, video này thì chỉ là giới thiệu cho các bạn biết con này như nào thôi. Đấy, một con Rubik của Việt Nam. Ok, rồi thì hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nhé. Ok, chào các bạn.